Lời ca em thiên thâu. Bạn ngắm nhìn một bông hoa đang nở trong một buổi sáng hay một buổi chiều im ắng. Sự hiện hữu của một bông hoa bắt đầu hiện ra rõ nét hơn nhờ không gian im lặng đang diễn ra. Và cũng nhờ bạn trở nên hiện hữu hơn. Bạn hiện hữu hơn là bởi vì những tư tưởng lao xao đến đi trong tâm trí ít dần. Lúc này, bạn sẽ khám phá ra một điều thật tuyệt vời. Tư tưởng trong tâm bạn càng ít dần thì sự hiện hữu của bạn cho thực tại lại càng mạnh dần. Khi sự hiện hữu của bạn cho thực tại mạnh dần thì bạn nhận diễn ra được những gì xung quanh bạn trở nên rõ nét và bừng sáng. Lúc bây giờ, dẫu có những tiếng ồn xung quanh diễn ra đi chăng nữa, bạn vẫn nhận biết rõ ràng sự tĩnh lặng đang hiện hữu, mà ở đó mọi âm thanh phát khởi rồi ẩn tàng. Trong sự tĩnh lặng và hiện hữu này của bạn, bạn bắt đầu nhận ra tính thiêng liêng của vạn vật. Bạn có thể sụp lạy cúi đầu trước đóa hoa mà bạn đang ngắm, giống như thi sĩ Quách Thoại đã từng xúc chạm được điều này và viết ra những dòng thơ như sau về bông thực dược. Đứng im ngoài hàng rộng, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, ta sụp lạy cúi đầu. Trong sự tĩnh lặng của tâm trí, thi sĩ đã tiếp xúc được những giây phút thiên thâu, giây phút của hiện hữu nhiệm màu. Để tiếp xúc được sự tĩnh lặng này, điều đầu tiên thi sĩ phải im lặng trước. Nếu tâm trí thi sĩ không im ắng, không tĩnh lặng thì sẽ không nhận ra được ngoài hàng dậu có một bông hoa đang đứng im và mỉm nụ nhiệm màu. Bản thể của thực tại cũng là bản thể của chân như, là không đến không đi, là giây phút mà cũng là thiên thâu. Chỉ có những ai đã đi vào sự tĩnh lặng mới chạm đến những khoảnh khắc thiên thu, linh thiêng và ngủ nhiệm như thế. Những khoảnh khắc tuôn chảy hòa nhịp cùng thực tại mà không có sự can dự của tâm trí.